Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141. Mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Sau buổi diễn tập điểm tại phường Vĩnh Phúc vào cuối tháng 5 vừa qua, sáng nay, Ủy ban nhân dân và Công an quận Ba Đình đã tiếp tục chọn một con ngõ khác ở phường Đội Cấn để tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện tham gia đối với loại hình nhà dân trong ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Căn nhà giả định xảy ra cháy nằm ở mặt ngõ 167 Đội Cấn là tổ hợp nhà cho thuê và để ở, gồm hai căn nhà 3 tầng xây liền nhau. Căn bị cháy là công trình xây dựng đang thi công sửa chữa cải tạo. Nguyên nhân xuất phát từ chiếc xe đạp điện cắm sạc qua đêm trong nhà chập cháy, gặp hơi khí ga rò rỉ đã phát nổ, nhanh chóng phát triển thành đám cháy. Ngôi nhà có cầu thang bộ hở dẫn đến tốc độ cháy lan lên các tầng rất nhanh. Tình huống giả định cũng đề cập tới việc chữa cháy ban đầu của người dân do phương tiện chữa cháy không đảm bảo, dẫn tới bị ngạt khói, mất khả năng di chuyển, tính mạng bị đe dọa nếu không được cứu kịp thời. Quá trình dập tắt đám cháy, cứu người, cứu tài sản diễn ra chỉ trong khoảng 15 phút với phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa sức mạnh của người dân, lực lượng công an và Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn. Ngoài mục đích đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng hình ảnh và những tình huống thực tế, buổi diễn tập hôm nay còn nhằm nâng cao tính chủ động và sẵn sàng khả năng chữa cháy do bất kỳ nguyên nhân nào xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình. Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1983, ở tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông, về tội bỏ trốn khi đang bị áp giải lên phòng xét xử. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 18 tháng 6, Nguyễn Văn Trung trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử tại Tòa Nhân dân quận Hà Đông với tội danh tàng trữ sử dụng trái phép súng quân dụng, đe dọa giết người. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng một tay vẫn đeo còng, một tay cầm vật nghi là dao. Bị cáo từng có 2 tiền án, 1 tiền sự, nhiều lần bị Tòa Nhân dân xét xử phạt tù về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và trộm cắp tài sản. Cơ quan công an kêu gọi Nguyễn Văn Trung đang lẩn trốn ở đâu hay ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Văn Trung hãy báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ đối tượng. Mới đây, camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự cố nghiêm trọng xảy ra tại cây xăng Hào Nam, Hà Nội. Theo đó, chiếc ô tô mang biển số 30G30609 khi lùi xe đã bất cẩn húc đổ cột bơm xăng phía sau. Hậu quả khiến xăng tràn ra ngoài, gây cháy cột bơm và cả ô tô cùng một xe máy. Ngoài tài xế, trên xe còn có cả phụ nữ, trẻ nhỏ. Tất cả đã kịp thoát ra ngoài trước khi xe bốc cháy. Rất may mắn đám cháy được khống chế kịp thời nên không bùng phát lớn và không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc ô tô và cây xăng bị hư hỏng nặng. Một xe máy nhãn hiệu Honda Everblade cũng bị lửa thiêu biến dạng. Thưa quý vị, tại dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất người lái xe gắn máy, kể cả xe máy điện có dung tích xi lanh dưới 50 cm khối hoặc có công suất động cơ điện không quá 4 kWh, phải được đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A0. Đây được coi là một điểm nổi bật, góp phần tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với nhóm đối tượng sử dụng phương tiện xe điện và xe máy dưới 50cc. Tuy nhiên, hình thức đào tạo và sát hạch bằng lái cần có sự linh hoạt cho phù hợp. Cổng trường cấp 3 Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phần lớn các em học sinh đều đi xe có phân khối dưới 50cm khối. Tuy nhiên, có không ít trường hợp các em học sinh thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Hiện nay có rất là nhiều trường hợp do học sinh đi xe điện hoặc là đi xe phân khối dưới 50cc kiểu đã xảy ra va chạm với những người lớn tuổi hơn, hay là có những học sinh còn kiểu độ thêm cả những cái bô hoặc là còi các thứ để đi đua xe. Thì em nghĩ là việc này nên được giới hạn lại và được đưa vào pháp luật ạ. Lấy bằng lái 50cc là cần thiết, bởi vì là hiện nay là học sinh có tình trạng là học phóng nhanh vượt ẩu và không đội mũ khi giao thông nên là gây ra rất nhiều những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông với trẻ em trong những năm gần đây là rơi vào nhóm từ 16 đến 18 tuổi. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải có sự tăng cường công tác giám sát, quản lý đối với người điều khiển xe máy trong độ tuổi này. Một cái xe chạy bằng động cơ điện có thể là chỉ 3 km thôi, nhưng mà tốc độ thiết kế lại 65 km/h, thì cái người điều khiển xe đó cũng phải có giấy phép lái xe. Và như vậy là thay vì chúng ta sửa cái luật giao thông đường bộ 2008, chúng ta chỉ cần viết một câu là người điều khiển mô tô phải có giấy phép lái xe, chấm hết. Rất ngắn gọn, rất chính xác. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm đó.
và cái việc học và cấp giấy phép lái xe đối với các trường hợp mà điều khiển xe máy 50cc thì sẽ giúp cho các người điều khiển phương tiện nắm được các quy định của pháp luật và sẽ tham gia giao thông an toàn cũng như là chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Nếu quy định này được thông qua, đây sẽ là một điểm đột phá trong công tác xây dựng luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Quy định này sẽ gắn trách nhiệm của người lớn để không chủ quan tùy tiện giao xe cho con em mình như trước. Bên cạnh đó, góp phần trang bị những kiến thức kỹ năng an toàn giao thông cho người ở độ tuổi vị thành niên, nâng cao ý thức về chịu trách nhiệm cho hành vi giao thông của mình. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.